À, con mến chào cô Thủy ở Mỹ, USA ha. À, cô có đặt con cái bộ Icon cách đây hơn 2 năm trước và hôm nay cô ủng hộ thêm con một bộ nữa để mua giùm cho người thân ở An Giang. Và hôm nay con sẽ cũng vẫn làm clip lại cách ghim dây lại một lần nữa cho cái bạn cô xem luôn. Vì cô thì đang xài thì cô đã hiểu rồi. Thì con cũng làm clip này test âm thanh và cho bạn của cô xem một lần nữa và toàn bộ sản phẩm của cô khi nhận được hàng nhé. Đây trước khi con hát con quay quay đồ cho cô. Đây là cái màng lọc mic kèm theo nha. Đây là cái tai nghe xịn ISK 960 nha. Đây là cái chân kẹp mic nha. Và cô có đặt con thêm một dây clip ba màu xe cua nè, đây nè con gửi thêm một dây nữa, một dây con đang ghim trong trong sản phẩm. Và đây là mic BC K320 sao cạc Icon UBAP Pro, toàn bộ chi tiết đây là hình ảnh và con sẽ nói lại một lần nữa cái cách gắn dây luôn. Cô về cô thấy con dây nhạc nè, hai cái dây đầu bên phải nè là đây là phát nhạc, đầu còn lại là găm vô cái điện thoại phát nhạc nha, những người lớn tuổi. Tiếp theo kế một bên luôn là cái lỗ dây clip ba màu nè, con ghim nè, đầu màu hồng, đầu màu đen, còn lại là con hồi một lát con găm vô cái điện thoại quay phim đó. Như vậy là xong, đơn giản không có gì hết. Đây thì cái cục nguồn thì mình không nói rồi, nó để rõ rồi để cấp nguồn rồi. Tiếp theo cái phần găm lỗ mic, đây con đang găm lỗ mic 1 thì con chỉnh lỗ mic 1 nè, con đang chỉnh âm lượng mic khoảng 60 ha. Đây mic 2 con dặn xuống nè cho dễ hình dung ra cho khách cho bạn cô dễ hình dung ra. Rồi cái tai nghe con đang găm cái tai nghe bên đây thì con chỉnh đây tai nghe bên đây con đang chỉnh hướng 3 giờ ha. Đây con ghim lỗ nào thì con chỉnh lỗ đó cho kỹ. Và con nhắc lại một lần nữa khách về á, quan trọng là năm bóng đèn này luôn cháy, đừng có mở cái bóng đèn hàng thứ hai đầu tiên lên nha. Mở bóng đèn lên là chế độ MC, khi mình hát là nhạc nó tự bé lại. Đây con chưa có lọt ra nè, con lọt ra thì sẽ khác nữa. Đây chưa đó, nó có để rõ chế độ MC. Rồi tiếp theo đây là chép chung bass, con đã chỉnh sẵn luôn. Và đây là âm lượng quay video, âm lượng livestream. Nếu mình quên như thế dặn như thế này thì nó khán giả không nghe, con cũng đã dặn sẵn luôn nha, dặn sẵn cho cô luôn. Hai cái nút này á, thì người lớn tuổi cái này, hai cái này là hát trên phần mềm, cô không có hát trên phần mềm nên cô không có sử dụng nha cô. Con phá lên luôn nè, không sử dụng luôn nè, đây là xài trên phần mềm thôi. Rồi nó đơn giản như vậy đó, rồi con để như vậy luôn, con test âm thanh luôn. Sản phẩm có đi kèm cái cọng dây hát qua laptop nha cô nha. Ví dụ như gia đình mà không có điện thoại, không đủ có một cái thì mình lấy cái có máy tính thì mình lấy cọng dây này mà ra mình hát cho máy tính cũng vẫn được nghe cô nha. Đây là lấy nhạc trên máy tính kèm theo cho cô luôn. Rồi bây giờ con mở nhạc con thử luôn nha. Con ghim như dây clip vô con mở nhạc luôn nha. Rồi con ghim dây clip nè, con ghim vô con test cho khách luôn. Con đã nhận tiền Vietcombank của cô rồi luôn ạ. Con test một đoạn cho cô luôn ha. Người đứng nhìn tôi vui, nào nhà cao cửa rộng, tôi lắm bạn nhiều tiền. Kẻ đón người đưa đắm say men tình, đêm đêm tôi nhốt mình vào chèn đăng. Người đứng nhìn
tôi ngoan, tôi cúi đầu vâng dạ. Vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay, nuốt bao tôi hờn. Ôi thế gian bao người có bao người yêu được lòng nhau. Đêm trắng đêm nước mắt đắng lòng, chào răng khoe mi hỏi thế gian. Đời hôm rồi tan, nghèo buồn cho số phận, giàu gần ghét lạ. Người hay nhìn đi, thân xác điêu tàn, giàu nghèo đều giống như nhau. Đó, hợp tác như vậy nha. Rồi một lần nữa con cảm ơn cô Thủy đã ủng hộ con thêm lần tiếp theo, mua giùm cho bạn. Và cảm ơn cô đã mấy năm qua đã luôn ủng hộ và luôn hát rất là hay. Cảm ơn cô Thủy ở Mỹ rất nhiều ạ.